nhiều địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ người dân phát triển, mở rộng đàn vật nuôi, như hỗ trợ con giống, kỹ thuật làm chuồng trại, nhân rộng mô hình trồng cỏ kết hợp nuôi nhốt. Tỉnh đã phê duyệt đề án phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người dân đầu tư mở rộng quy mô đàn. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 2 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 23 trang trại quy mô vừa, trên 300 trang trại quy mô nhỏ. Trong đó 2 trang trại chăn nuôi quy mô lớn nuôi lợn theo hướng khép kín, có liên kết từ việc sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm với công suất nuôi từ 1.500 đến 3.000 con một lứa.